ông bà, cô dì, chú bác và anh chị đang xem trên kênh của Thành nha. Chào mọi người nha. Đó, thì hôm nay cả nhà biết hai anh em Thành đi đâu không ạ? Đấy, thì hôm nay chỉ có mình hai anh em Thành thôi. Cũng sắp Tết rồi mọi người ạ. Thì cũng sắp Tết rồi. Thì hôm nay hai anh em thì đi vừa trải nghiệm vừa khám phá nha cả nhà. Thì hôm nay là bạn Dũng đi chặt lá đùng đình. Đấy. Thì để làm cây nêu ngày Tết. Nếu mà được nhiều thì về bán kiếm tiền xài tiêu Tết nha cả nhà. Đấy thì chủ yếu là hôm nay đi chặt lá để về để kiếm đi bán. Thì mời cả nhà cùng theo dõi hai anh em đi chặt lá đùng đình như thế nào nha. Thì chắc cùng một số nhiều người chưa biết cây lá đùng đình như thế nào. Đó thì lát hai anh em sẽ chặt lá đùng đình. Thì ở quê Thành thì có một cái phong tục là năm nào nhà nhà ai cũng làm một cây nêu dựng lên và cuốn bóng nháy và theo cái lá đùng đình nữa để trưng Tết và làm trước ngày 22, 23 đón ông Táo về trời nha cả nhà. Đấy thì bây giờ mời cả nhà nghe bạn Dũng giới thiệu về cây đùng đình như thế nào nha. Nói chung đây sẽ là một trải nghiệm sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu nha. Và mình dám cá rằng là ở nông thôn thì không nói, nhưng mà các bạn ở thành phố là fan của anh Thành á. Thì nói chung là chắc là trước khi nào trải nghiệm cái công việc này. Và bây giờ thì không làm tốn thời gian của mọi người nữa, anh em mình sẽ lên đường thôi nhở. Đấy đúng rồi, hồi nãy là hai anh em cũng đi chặng đường khá xa. Đấy thì lên rừng thì suối đèo quá trời luôn cả nhà. Đấy thì bây giờ hai anh em sẽ đi kiếm lá cây đùng đình nha cả nhà. Để coi có nhiều không nha. Đó. Hai anh em chuẩn bị đồ bánh trái nước lên nghỉ ngơi, chặt xong là ngồi nghỉ ngơi ăn trưa nha. Đấy cả nhà. Hai anh em bây giờ đi bổ lên đó khoảng cả cây số á. Xa hơn cây số luôn. Thì mà chặt lá là phải đi bổ nha cả nhà. Trong này là núi này là rất là sâu này mọi người này. Anh núi Thành rất quay, là sâu. Đấy. Phía sau có thể quay phía sau. Đấy. Đường anh em mình đi đấy. Okay. Rất là vật vả luôn. Kiếm một thì về kiếm lá về trưng. Hai nữa là được nhiều là về bán kiếm tiền tiêu Tết nha cả nhà. Lá này thì có một số người thì cũng biết mà có nhiều người thì chưa biết. Thì lát anh em Thành chặt thì cả nhà sẽ biết nhá. Cái đặc điểm của cái lá này là nó tươi được rất là lâu mà nó là dai đó mọi người, nó không bị mục nát cho nên là làm cây nêu là ok luôn, keo cả tháng cũng được nữa. Cái này không? Cái gì á? Cái gì á? Cái này gọi là cây móc này. Trùng kỳ. Cả nhà thấy cây móc không, nhưng mà mùa này không có trái. Trái trùng kỳ này. Trái trùng kỳ đâu, giới thiệu cho cả nhà. Cái này nó chín nè, cả ăn vừa chua vừa ngọt luôn. Cả nhà thấy bạn Dũng ăn trái trùng kỳ không? Nằm quả không? Này. Nếm thử chắc. Chua chua ngọt ngọt bạn ơi. Nó chín là nó vừa nó vậy, nó chua ngọt mà. Đấy cả nhà, lên rừng thấy suối không. Đấy, cả nhà ơi, vào đây thì chỉ có được cái nghe những dòng suối chảy thôi cho cả nhà. Đấy, dòng suối chảy róc rách rì rào đấy. Đấy, phong cảnh nhìn rất là hữu tình, đẹp, mênh mông luôn. Wow, bạn Dũng đang ở trên xa xa kìa. Thành nhỏ ngài nên đi đuối luôn. Đấy cả nhà. Ở xung quanh rừng núi này lần đầu tiên luôn á, đi chặt lá đùng đình mà Sơn đi làm clip nha cả nhà ơi. Đấy suối suối luôn rồi, đấy khe suối này chảy róc rách rì rào luôn này. Đây cả nhà thấy không, cái lá đùng đình đó. Bây giờ Thành sẽ leo lên trên anh Dũng ấy nha. Ôi dốc quá, không biết leo được không, nhưng cao quá. Này cả nhà nhìn xuống suối kìa. Cầm cái này mà đi này. Hỗ trợ mình với. Đây, cầm cái này này. Wow. Cầm cái lá này này, cầm cái này đi này. Đâu.
Rồi lôi mình lên. Lên đi chứ. Ồ lẹo chả đuối luôn này các anh ạ. Ui. Có tay đây. Đuối luôn. Từ 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 từ. Mình quay đoạn đó. Làm ra vật vật vã luôn. Từ từ mát cái cây này nè. Rồi ra tay đây. Không dễ đâu mọi người nhá. Lên vô tôi đi. Gần 5.000 là mọi người bảo là gần tới chưa? Nhiều tiền lắm, sắp tới. Đấy. Nhưng mà ai biết đó, làm cái video ra là đuối luôn. Đấy. Nhưng mà kiếm cái lá này về bán này cũng rất là vất vả nha cả nhà, nhưng mà nó rất là rẻ. Thì vì hoàn cảnh ở quê thì phải đi đi chặt về bán vậy thôi cả nhà. Đấy. Đuối luôn, Thành sẽ review cảnh á. Đó. Đó cả nhà. Đâu đã đến nơi đâu, Thành một đoạn đường này chưa đi tới này. Bạn chân dài, bạn đi nhanh như mình. Chân bạn chân dài, bạn đi nhanh như mình chân ngắn lắm. Mình phải bò từ từ. Bò lên chắc đuối. Đuối luôn. Đâu rồi? Đấy, một tay quay và một tay cầm lá để leo lên cho cả nhà. Đó. Ui đây. Thành sẽ quay đằng sau cho cả nhà thấy. Đấy cả nhà, hồi nãy giờ Thành từ ở dưới đó mà leo lên tới đây này cả nhà. Cả nhà thấy ở dưới đó là núi đá. Đây. Cái bụi này này. Rất là to. Đấy. Bạn Dũng đang chuẩn bị chặt nha. Kiếm. Cả nhà giới thiệu cả nhà đi. Đó. Đây là đây. Cái lá này mọi người. Đó. Đấy. Đây cái lá đùng đình đấy. Cả nhà thấy không? Rất là đẹp. Nó cũng rất là đẹp luôn. Hai bên nó mọc hai bên hai nhành. Đấy. Lá nào lớn thì mình chặt nha mọi người. Đấy giờ nè. Hai anh em. Mệt chưa? Mệt. Hiện tại bây giờ là cũng hơn 10 giờ rồi cả nhà. Thì lát hai anh em chặt một hồi nữa sẽ nghỉ trưa ăn cơm, ăn không có cơm. Hai anh em hồi nãy có một ít bánh đấy để lát nghỉ trưa ăn nha cả nhà. Đuối rồi. Từ từ chặt đi. Mấy cái lá đó là càng tốt hơn, những cái lá nó dài á là về dễ làm nêu á. Đấy cả nhà, một trải nghiệm rất là thú vị và mệt. Đấy. Vừa để có cái clip cho quý khán giả cùng xem hai anh em đi trải nghiệm như thế nào. Đuối luôn. Ô, lá đó mà không chặt nè, bự này cả nhà. Đây là cái lá đùng đình nha. Đấy, cuống của nó nè. Đấy, cái này là người ta làm nó lá đó, người ta dùng lên rừng người ta chặt cái này đó. Đấy, được một bó đấy Thanh nhỉ. Cây này cũng một bó rồi đó, cây này cũng làm được hơn một cái nêu rồi. Đấy, cái nêu là dùng cây tre nha cả nhà, phải cái tre dài để cuốn theo kiểu lá xung quanh rồi bóng nháy đèn led ra xung quanh á. Ở trên cái đọt của nó là treo một cái ngôi sao hoặc một cái lá cờ là rất là đẹp luôn, nhìn rất là bắt mắt luôn. Tầm 7-8 mét đó mọi người, anh đứng đấy, đứng đấy. Đây bạn Dùng này chặt đoạn cây giang này cho cả nhà cùng xem này cả nhà. Đấy thì lần đầu tiên luôn. Đó, lần đầu tiên Thành cũng gặp cây giang này cả nhà. Đấy, cây giang này, cái lóng nó rất là dài luôn. Đó. Đó, cả nhà thấy cây giang không? Trực tiếp thấy cây giang nha. Lợp nhà bằng mái tranh. Đây, từ từ. Ngày xưa lợp nhà. Để Thành giới thiệu về cây giang này một chút xíu nha. Lợp nhà bằng mái tranh. Cây giang này thì hồi xưa ông bà ta cũng đi chặt về để làm dây buộc nha. Buộc tranh rồi buộc các thứ luôn. Đấy. Đó, đây là cây giang này. Đó, cái lóng nó rất là dài. Hơn cây tre mình nhiều nha cả nhà. Đó.
Đấy, phơi cột thì cột đó. Đấy cả nhà. Tiếp theo là cây đùng đình của anh Dũng nhà ta. Đó. Đây, để cây giang nó. Cây giang là lóng nó rất là dài nha cả nhà. Đấy, tiếp tục là rất là vất vả. Người ta hình như người ta đi cũng nhiều hay sao á bạn Dũng ơi. Cho nên mình đi thấy hiếm quá. Này khe nó mưa bão nhiều cho nên phải leo rừng vượt biển như thế này mà chặt về bán một đùm được 25k thì nói chung là rất là rẻ. Mà công sức mình đi rất là đuối luôn. Bạn đúng không? Đúng như mình nói không? Đấy. Về người ta không biết đúng không? Về các người ta mua sẽ không biết cho mình cây mệt như thế nào đúng không? Chứ thực ra mà leo từ cây núi lên đây khoảng gần nửa cây số cả nhà, leo từ dưới núi lên đây. Hả? Không, ý là mình đi bộ không nói mà từ dưới leo lên núi này là phải gần nửa cây ấy, xa lắm mới leo được lên đây. Đây, cây giang hay. Xíu nhờ bạn chặt khoảng dăm lóng này về để khoe mẹ. Đấy cả nhà. Để khoe mẹ, để coi mẹ coi trẻ ra, trẻ nhỏ ra cột gì cột nha cả nhà đấy, cây giang của nó. Đó. Bạn. Đấy. Hai anh em hôm nay thử thách lên rừng khám phá rừng xanh, vừa đi chặt được cây giang và cây đùng đình để về làm nêu chơi Tết. Đấy. Này đùng đình này nói chung lên rừng này nhiều cái hay đúng không? Ừ, nhiều cái hay vui. Đi rồi mới biết nha cả nhà. Không đi thì không bao giờ biết được rừng sâu như thế nào và trải nghiệm luôn. Đấy. Đó bây giờ nghỉ trưa nha. Rồi bây giờ Thành cả nhà ơi, nãy giờ thì hai anh em cũng leo núi và cũng chặt cây, bàn dùng cũng chặt cây mà trời, bây giờ cũng 11 giờ. Đấy, hai anh em sẽ nghỉ trưa ăn bánh và uống nước để khoảng 15 phút sau đi chặt tiếp nha cả nhà. Đấy. Ok. Đó cả nhà, thì nãy giờ xoay xoay để kiếm cái chỗ dừng máy quay mà không có chỗ nào bằng phẳng cả để mà quay hết, thì cho nên Thành phải cầm vẩy nha cả nhà. Đấy, cầm tay quay vừa ăn nha. Tại vì trên rừng chỗ dôi lóc móc lô mô không có dừng được. Bánh này mà cho Thành cái bánh mật đi. Có rồi này. Đấy, bánh Thành mua một đùm ra, đưa cái đùm nó Thành giới thiệu cho bạn. Đây, hồi nãy Thành cũng có đi vào một cái chợ để mua mấy cái bánh. Thì hồi sáng thì cũng ăn sáng rồi mới đi nha cả nhà. Thì sẵn đây mua ít cái bánh vào Thành ăn. Thì bạn bỏ đâu đi. Đấy, Thành một tay quay một tay nhờ bạn Dũng bóc bánh như này. Bánh này xin giới thiệu với cả nhà là bánh mật. Nấu bằng nếp và mật mía. Đấy, được nấu bằng từ nếp và từ đậu xanh với là mật. Mật mía nha cả nhà. Cảm giác ngồi trong rừng ăn thú vị nha cả nhà. Vừa nhà nhá. Mời cả nhà nhá. Đói. Đói rồi. Đói rồi, hai anh em là đói rồi. Thành đang ngồi trên một cây giang bắc ngang, ngồi giống như cây vọng đung đưa này cả nhà. Đây, hôm qua chiều này cho cả nhà cùng xem. Đó, cây giang mà xoay xoay đó. Đây nè. Đó. Ngon quá. Mời cả nhà nha, mời cả nhà ăn bánh nha. Ăn đi bánh cày nữa. Đem cái bánh chưng giới thiệu cho cả nhà. Thành chắc ăn cái bánh này là bây giờ ăn trưa xong rồi đi chặt một hồi nữa anh em Thành sẽ về ăn cái bánh nếp no rồi, bánh một tí nữa rồi chặt xong rồi ăn. Đấy. Ở trên rừng ăn nhìn nó mát, nhìn nó nghe nước suối chảy róc rách thì rào.
Hôm nước trong đi chặt, hồi nữa mà về không tí mưa đó. Đúng rồi, trời cũng mà mùa này là mùa mưa hoài nha cả nhà. Cho nên lâu lâu tranh thủ. Rồi giờ thì anh em mình hợp tác đi quay clip làm video cho cả nhà mình cùng xem. Tranh thủ nhớ ủng hộ kênh Doanh Thành đó mọi người nhá. Sao bạn ăn nhanh thế? Miệng to thì nói thế. Miệng to nên ăn cũng nhanh như cả nhà. Người nhỏ đúng là nhiều khi cũng bật tiền nhiều cái quá. Đi cũng không nổi nữa. Nó ăn cái bánh này giờ nè. Đó, ong lại rồi, có con ong lại người này đấy, đấy, con ong bay nè. Từ từ, từ từ. Sướng thế không biết đường nữa còn. Ong kìa. Sao? Đó. Sợ quá. Đó. Nó cả đàn. Có sao không? Đó, nó bay trước mặt Thành rồi cả nhà, đó. Có một con ong rừng. Nó sợ quá đó. Thì như nó thấy ngọt ra sao á. Ở đây nghe hơi người nó lại. Dẹp. Cắt bánh là Thành nghỉ ăn không thấy ngọt nó lại bu chích hai anh em nữa. Đó cả nhà thì nãy giờ anh em cùng hai anh em cùng ăn trưa và nghỉ trưa cùng 15 phút rồi. Thì hai anh em tiếp tục chặt đây nha cả nhà. Tranh thủ chặt ít bụi nữa để về để không là mưa nha cả nhà. Đấy. Cũng hôm nay kiếm cũng được khá khá này, cũng được trăm rưỡi k nha cả nhà. Đấy. Thì nói chung là có làm mới có ăn nha cả nhà. Không làm là chỉ có ngồi không có ăn luôn á. Vỗ tay. Vỗ tay. Có cái mà ăn luôn nha cả nhà. Không làm chỉ có ăn. Đúng rồi. Ăn ấy. Trăm mấy ngàn này cũng là số tiền là cũng là quá ok rồi, cũng đủ tiêu phát sinh những cái dụng cụ nào là gói mì chính, nào là gói đường, nào gói bánh cũng xài được tiêu tết nha cả nhà. Đấy là cũng là đổ vài chục xăng xe để đi đây. Đó. Bên đây là mất 40.000 đường xa. Chứ không phải đơn giản đâu cả nhà ơi. Đấy, 150.000 đối với ở quê Thành rất là nhiều. Còn những người khác thì Thành không biết nha cả nhà. Thành sẽ quay cây đặc biệt hơn nữa là cây này nha cả nhà. Cây này là người ta thường làm bền ghế, làm giỏ các thứ này cả nhà. Đây là cây mây này. Đây. Đó, cây mây với cả nhà. Đây là cây mây nha. Cây mây của nó này, trực tiếp cả nhà thấy á. Người ta hay chặt về để làm giỏ á. Để đan giỏ, đan ghế, ghế mây đồ á cả nhà. Đấy, Thành quay sẽ rõ hơn này. Đó, cây mây, lá mây của nó đấy. Nó cũng... Đó, nó rất dài, rất cao luôn. Đấy, bạn Dũng đang chặt đấy. Thành thủ đi bạn ơi, trời sắp mưa rồi. Đấy, hôm nay hai anh em đi. Vừa nghỉ trưa xong là... Đi. Làm liền luôn nha. Đấy, thời gian không cho phép nha cả nhà. Nay Thành đổi nón lên rừng mặc áo ấm. Hôm nay mùa này là mùa lạnh nha cả nhà, mùa đông á, cho nên rất lạnh luôn. Đấy. Cả nhà ơi, thì hồi nãy giờ bàn Dũng cũng chặt nhiều rồi. Bây giờ Thành thử chặt trải nghiệm coi như thế nào nha. Đấy, đây là người Thành là một bụi rậm luôn. Đấy. Wow, cũng rất là dễ, dao rất là bé luôn nha cả nhà ơi. Coi này, anh chỉ làm một lần duy nhất này. Làm một lần duy nhất thôi nha. Cái này cái gì? Coi thì chặt đột cây ấy. Không sao đâu, chặt đi. Đấy, đây cả nhà. Cây này rất là đẹp luôn này, tốt luôn này. Đấy. Mày hả bưởi? Ok rồi đó, được rồi đấy. Đâu đấy đùi.
Thôi ok, vậy bây giờ để đến lượt Dũng ở Dũng làm việc để về nào. Nói cảm nghĩ sau khi trải nghiệm thế nào đi đại ca. Sau khi trải nghiệm chặt lá thì nó rất là mệt, nhưng mà được cái thì vui và thú vị nha cả nhà. Cũng lần đầu tiên Thành lên rừng mà chặt những cái cây này. Thì thường thường mỗi năm là Thành mua nha cả nhà, một đùm là 25k. Đấy thì thường thường là Thành mua, bây giờ trực tiếp Thành và bạn Dũng lên rừng chặt. Đấy cho nên rất là thú vị luôn. Tết này không phải mua nữa rồi. Tết này không có tốn 25k mua lá này cả nhà ơi. Không tốn 25k nha. Trực tiếp Thành đi chặt đây này. Đó. Về sẽ làm cách làm như thế nào thì rồi cả nhà xem video sau nha. Đấy. Ok. Đó, ok. Bạn Dũng ấy, đó, hồi nãy giờ chặt đấy. Wow, tha hồ về mà bán nha bạn Dũng ơi. Wow, đóng luôn. Đấy. Ôm này mà chắc mười mấy ký á bạn Dũng. Wow. Bị về thôi, bây giờ cột là về thôi, rừng lá luôn. Đó. Nói rất là to. Bây giờ là 2 giờ chiều đó cả nhà, hai anh em chuẩn bị về kiếm buổi sáng, giờ là cũng rất là vất vả rồi. Bạn ra ngoài kia cũng cả một vấn đề. Bây giờ cột lại cho gọn để vác về. Anh dùng được một vác đúng đi. Wow. Wow, ok quá nhiều luôn. Thấy rồi nha. Bốn yến rồi. Quá trời luôn. Từng đó khoảng 4-5 yến á. Thấy rồi nha. Bây giờ mới ra khỏi rừng nha cả nhà. Đấy. Ô cả nhà thấy không? Rừng núi kia. Quá ok luôn. Về đâu anh Dũng ơi? Lắm cả nhà ơi. Đó, hai anh em vừa mới lòi ra đấy. Sâu trong kia cả nhà. Đấy, hai anh em đi từ trong kia ra tháng giờ ấy. Đó. Ai có nhu cầu mua đồng bình về làm nêu liên hệ Dũng nhá. Liên hệ Dũng nhá. Không, ưu tiên Dũng Hà Tĩnh thôi. Đấy cả nhà. Hai anh em gần một ngày trời đi rừng đi núi. Hai đùng đình về để bán và vừa bán vừa trưng luôn. Đuối luôn. Ha ha. Quá đuối. Mệt lắm cả nhà ơi. Thế anh em nghỉ tí đi. Chứ sáng giờ leo rừng cũng đuối rồi. Quá. Đuối luôn. Lấy nước uống đi bạn. Đâu rồi ta? Nước này nước mình nước mình đó. Đi đó. Người ngợm gì lắm lem thấy ghê luôn. Thấy Thành có chặt hai ống lá giang đấy thì về đưa cho mẹ, thì mẹ cũng lâu lắm rồi chưa nhìn thấy cây giang nha. Hồi xưa thì mẹ cũng hay đi chặt lá giang về bán về cột đó. Hôm nay Thành chặt mấy khúc này về cho mẹ nhớ lại những cái kỷ niệm mà hồi xưa này. Đấy, chặt mấy đống giang này về cho mẹ đó, về mấy mẹ làm gì làm đấy đó. Quá đấy. Thank you.
Đây, mình đã có nồi bạc mà lấy. Đấy cả nhà ơi, thì hai anh em một thời gian cả buổi chiều, cả buổi sáng, sáng giờ là hai anh em đi từ sáng giờ là bây giờ là 2 giờ chiều nha cả nhà. Đấy thì hai anh em đã chặt lá đung đình đã xong. Đấy thì sẵn khe suối đây, hai anh em nghỉ trưa, rửa mặt rửa tay cho mát mẻ để về nha cả nhà. Đấy. Đấy. Cả nhà thấy đung đình không? Quá trời luôn này. Này. Đó, đây là đây là của Thành nhỏ xíu à, chặt về để làm nêu, còn bàn dùng rất là nhiều luôn. Bàn dùng về để bán nha cả nhà. Đấy. Bây giờ là 2 giờ mấy chiều rồi. Anh em mình về thôi. Thì video của hai anh em đến đây là xin phép kết thúc nha cả nhà. Nếu cả nhà yêu quý mến hai anh em thì cho hai anh em một like và đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho cả nhà cùng xem nha, để biết hai anh em trải nghiệm lên rừng chặt cây đùng đình như thế nào nha. Hai anh em xin chào cả nhà nha. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Mất suối mát quá bạn Dũng ơi. Ok, về thôi. Hãy subscribe.